Tổng quan sức mạnh của GAM Esports trước trận đại chiến với Flycast. Trước cuộc tiếp đón Flycast vào rạng sáng ngày 4 tháng 10, GAM sẽ phải hết sức cẩn trọng với đội hình và chiến lược của đối thủ. Về phía Flycast, đường giữa người Hàn Quát được đánh giá có phong độ ổn định nhất trong đội hình của Fly. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình, Quát chắc chắn sẽ là bài toán khó mà GAM phải tìm lời giải. Tuy rằng, Emo đã có những tiến bộ gần đây, nhưng giai đoạn đi đường luôn là điểm yếu chí mạng mà tuyển thủ này cần phải cải thiện. Bên cạnh đó, đường giữa rất quan trọng trong việc giúp rừng kiểm soát sang hai cánh. Cứu cánh của Emo sẽ là những pha giam toàn bản đồ của hỗ trợ GAM Elio. GAM sẽ phải rất chú trọng nếu không muốn Fly tận dụng điểm yếu chí tử này. Về phần bộ đôi xạ thủ và hỗ trợ của hai đội, GAM và Flycast cho thấy những bộ mặt khác nhau trong khâu vận hành. Xạ thủ của Flycast, Masu, có bể tướng vô cùng đa dạng khi có thể chơi những quân bài hòa đường cho đến những carry hạng nặng. Tuy vậy, người hỗ trợ đi cùng là Fly Buzio lại là điểm lùi của bộ đôi nhà Fly. Trong bối cảnh đó, những pha di chuyển gây bất ngờ tạo đột biến của Elio sẽ tạo điểm sáng giúp Levi có thể kiểm soát mục tiêu và lấy lợi thế cho GAM. Ngoài ra, Easy Love là xạ thủ có thể trụ đường rất tốt và cần ít tài nguyên trong giai đoạn đi đường mà vẫn có thể đóng góp sát thương lớn trong giao tranh của GAM. GAM Esports vẫn còn một quân bài bí mật mang tên Neo, anh có thể được GAM mang ra khi LCS vốn là sân chơi quen thuộc của Neo. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu vô cùng khó đoán và bùng nổ giữa hai đội tuyển.